Xin chào các bạn, mình quay lại với các bạn đây. Thì trong video clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn các bước để chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó là làm cái test nhanh Covid nha các bạn. Thì trước tình hình đó là dịch nó bùng phát rất là mạnh mẽ ở Việt Nam nói chung cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thì cái việc thực hiện cái test nhanh này nó không còn là cái công việc của y bác sĩ, mà chúng ta những người dân bình thường cũng cần phải biết thực hiện cái kỹ thuật này để chúng ta sẽ tự test cho chính mình cũng như những người thân trong gia đình, để chúng ta kiểm tra được cái sức khỏe của mình, kiểm tra cái tình trạng sức khỏe của mình có bị dương tính với Covid hay không. Và tất cả những cái việc thực hiện này sẽ là cái việc mà chúng ta sẽ tham khảo theo dõi sức khỏe tại nhà. Thì mình sẽ thực hiện với cái bộ test Humacyte này của Hàn Quốc nha các bạn. Thì cái bộ test này khá là chính xác, cái độ nhạy cũng khá là cao nếu như chúng ta thực hiện đúng kỹ thuật. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu các bước để thực hiện cái kỹ thuật này như thế nào và gồm có những cái dụng cụ gì nha các bạn. Bắt đầu thôi. Dụng cụ cho một cái bộ test, cho một lần test của chúng ta thì chúng ta nên chuẩn bị các dụng cụ như sau. Thứ nhất là chúng ta nên chuẩn bị một cái khay để chúng ta đựng các dụng cụ của mình. Cái thứ hai đó là chúng ta cần phải có cái bộ test. Đây là cái khay xét nghiệm nha các bạn. Mình đang sử dụng của Humacyte. Một cái ống đựng dung dịch điện. Que lấy mẫu. Đây là cái que dài nha, mới lấy được cái dịch tị hầu của chúng ta. Rồi, cái nắp. Đây là cái nắp lọc nha các bạn. Tiếp theo chúng ta cần thêm một số dụng cụ hỗ trợ. Ví dụ như là cái này mình cũng chế thôi. Mình lấy cái kẹp quần áo để một chút nữa chúng ta sẽ dựng đứng cái ống đệm lên. Rồi, khăn giấy để sau khi mà mình lấy cái mẫu xét nghiệm ở mũi á, thì mình có khăn giấy để mình chùi. Dung dịch sát khuẩn tay nhanh nữa nha các bạn. Và thêm một thứ nữa chúng ta cần đó là đồng hồ bấm giờ. Rồi, như vậy là dụng cụ của chúng ta đã bắt đầu đã đủ rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu cái bước đầu tiên của cái việc xét nghiệm. Đó là chúng ta cần phải test cái bộ xét nghiệm của mình. Thứ nhất kiểm tra nó về đáp thời hạn sử dụng, có còn hạn sử dụng hay không. Và khi chúng ta cầm cái ống xét nghiệm này, cái ống dung dịch điện này lên đó, chúng ta phải xem coi nó còn nước hay không. Đó nha các bạn. Chúng ta phải xem nó còn nước hay không. Và chúng ta phải vẩy xuống những cái nước đọng ở trên đây nè. Chúng ta phải vẩy nó xuống đây hết. Đó. Rồi. Giữ cho nó đứng ha. Rồi. Cái que này chúng ta cũng cần phải test kiểm tra cái thời hạn sử dụng của nó. Thì cái này đến năm 2023. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tới cái bước thứ hai. Và bước thứ hai là chúng ta cần phải vệ sinh mũi của chúng ta. Và chúng ta cần phải rửa tay sạch với xà bông hoặc với nước. Trong trường hợp đó, chúng ta đang ở một cái nơi mà không có đủ nước hoặc xà bông gì đó thì chúng ta có thể sử dụng đó là sát khuẩn tay nhanh nha các bạn. Thì đều được. Rồi, mình đã vệ sinh mũi rồi, rửa tay xong luôn rồi nha các bạn. Thì mình sẽ tiến hành qua cái bước thứ ba, là cái bước là chúng ta chuẩn bị lấy cái mẫu dịch tị hầu chúng ta làm xét nghiệm. Và bước thứ ba này chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta lấy cái mẫu để xét nghiệm nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái mẫu ở dịch tị hầu, ở cái thành sâu của mũi nó khá là sâu. Do đó một số video clip có chỉ là lấy ở cái vùng này vào 2-3cm gì đó thì mình sợ nó không chính xác. Riêng cái bộ kit này chúng ta phải lấy cái dịch nó khá là sâu nha các bạn, để chúng ta biết được chính xác là cái việc mình lấy nó có đúng hay không, nó vào tới hay chưa. Thì khi các bạn đưa cái que này vô thì thấy là nó sẽ chạm được cái thành sâu của mũi, thì tại vị trí đó là đúng rồi thì mình sẽ xoay cái que này. Còn nếu lo lắng hoặc là chúng ta sẽ lấy cho người nhà, chúng ta không biết có chính xác hay không, đã chạm được hay chưa, thì một cái cách để chúng ta tham khảo đó là chúng ta sẽ đo từ cái cánh mũi mà chúng ta sẽ lấy nha. Từ cánh mũi, ví dụ như một chút nữa mình sẽ lấy từ cánh mũi bên phải đi. Thì mình sẽ đo cánh mũi bên phải tới cái vị trí trái tay của mình ha. Thì nó cũng tương đối thôi nha các bạn. Đó, là chúng ta có thể ước lượng được một đoạn đi của cái que này. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ canh cái chiều dài đó, chúng ta sẽ đưa vô trong cái mũi của chúng ta. Hoặc là mình cũng chỉ cho các bạn nha, ở trên đây nó có một cái khớp để chúng ta bẻ cái que này nè. Chúng ta có thể đi tới qua cái đoạn mềm này nè, là cũng là đụng được rồi đó các bạn ha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã xác định được cái độ dài cái que thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta làm. Và trước khi chúng ta lấy thì chúng ta cũng mở sẵn cái nắp của dung dịch đệm này đi.
cho nó tiện, chút nữa chúng ta sẽ lấy màu xong chúng ta sẽ bỏ vô luôn để khỏi có rơi vải. Rồi này các bạn, mình lấy sẵn đó luôn ha, mở nhẹ ra rồi giữ lại đây để đây nha. Bây giờ mình bắt đầu mình xé que. Chúng ta sẽ cầm ở phía ngoài đây này các bạn. Đó. Và các bạn sẽ ngửa đầu ra, riêng mình thì mình sẽ ngửa tối đa nha các bạn. Các bạn có thể mình ngửa như vậy nè. Rồi, mình sẽ quay ngang như vậy để cho các bạn dễ nhìn thấy nha. Đó, chúng ta sẽ đưa vô trong mũi của mình. Rồi, bắt đầu. Rồi, mình đã đụng rồi nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ xoay. Năm vòng. Rồi, mình sẽ bỏ nó vô trong cái tiếp này luôn. Đó, đó là lý do mà chúng ta sẽ cần phải có cái khay này nè các bạn, chúng ta để đây nha. Rớt nước mắt là có thiệt các bạn ơi, chảy nước mũi nước mắt luôn nha. Do đó chúng ta cần phải chuẩn bị khăn giấy cho chúng ta lau. Rồi, sau cái bước thứ ba chúng ta đã lấy mẫu thành công thì chúng ta sẽ bước qua bước thứ tư, đó là chúng ta sẽ chuẩn bị cái mẫu thử này. Thì các bạn thấy không? Đây, mình sẽ bắt đầu mình thực hiện cái việc đó là mình bóp cái thành ống của cái dung dịch đệm này. Chúng ta sẽ xoay cái tăm bông, xoay ít nhất là khoảng là 10 vòng, khoảng 10 đến 15 giây á nha các bạn, để cho tất cả những cái dịch tiết á nó hòa trộn với lại dung dịch đệm này nha. Rồi sau khi mà chúng ta đã xoay xong á thì chúng ta sẽ làm tiếp một bước nữa, đó là chúng ta sẽ rút cái tăm bông này ra. Chúng ta sẽ cũng sẽ bóp nhẹ vô thành ống để chúng ta vắt ha. Đó các bạn, mình các bạn thấy mình làm ha. Rồi chúng ta để xuống coi chừng nó đổ nha. Đó, cẩn thận chỗ này. Cái này thì mình sẽ cất lại ở trong cái túi lúc nãy để cho nó không có rơi vãi ra bên ngoài. Rồi sau rồi. Đó chúng ta sẽ đậy cái nắp của cái ống dung dịch đệm này lại, là chúng ta sẽ lấy cái nắp lọc này các bạn. Các bạn thấy không? Mình sẽ đậy nó lại. Đó. Rồi chúng ta sẽ được một cái ống như vậy. Chúng ta giữ ở đây nha. Và tiếp theo đó là cái bước thứ 5, chúng ta sẽ chuẩn bị cái khay xét nghiệm này nha các bạn. Xé cái khay xét nghiệm này ra. Ở trong đây nó sẽ có gồm có một cái khay xét nghiệm này với lại cái gói hút ẩm. Rồi, bỏ nó qua một bên. Và sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị được cái khay xét nghiệm này, chúng ta sẽ nhỏ cái giọt của dung dịch đệm mà đã trộn với lại cái mẫu dịch tiết của chúng ta đó, nhỏ vô trong cái khay này. Bây giờ này các bạn, chúng ta sẽ nhỏ vô trong cái khay này là 3 giọt ở ngay trong cái phễu này. Và chúng ta sẽ lật ngược cái ống nghiệm này xuống và chúng ta sẽ trút ngược cái nắp để chúng ta nhỏ vào 3 giọt ha. Bắt đầu. Một, hai, ba. Rồi, xong rồi các bạn. Mình cũng đang hồi hộp luôn nha. Và cái việc bước tiếp theo là chúng ta sẽ đặt đồng hồ. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Mình đặt đồng hồ 15 phút nha các bạn. Bắt đầu. Mình cũng đang khá là hồi hộp nha. Và khi đọc cái kết quả xét nghiệm này, chúng ta sẽ đọc sau 15 phút. Và kết quả đọc sau 20 phút sẽ không có giá trị nha các bạn. Tuy nhiên cái test này nó cũng khá là nhạy, khoảng tầm 5 phút thì nó cũng đã hiện lên rồi. Nếu một chút nữa thì mình sẽ chia sẻ về cái việc là đọc với lại cái kết quả trên cái khay xét nghiệm này nha các bạn. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간. Rồi các bạn ơi, vậy là sau 15 phút thì mình đã có kết quả, rất là may mắn. Thật sự là nãy giờ mình cũng rất là hồi hộp nha các bạn. Ai làm test Covid mà không có cái cảm giác hồi hộp này là mình cũng rất là khen, rất là hay nha. Thì hiện tại là mình vẫn còn được chứng nhận là rau sạch. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc nha. Đây là cái vạch trứng nha các bạn. Nó sẽ phải đỏ như thế này.
Còn ở ngay chỗ chữ T này nó sẽ có một vạch nữa. Nếu như chúng ta có một vạch đỏ ngay chỗ này đồng nghĩa với việc là chúng ta đã dương tính với lại Covid. Thì cái cách để chúng ta đọc cái kết quả xét nghiệm này thì mình sẽ đưa cái hướng dẫn sử dụng luôn để cho cả nhà cùng xem và tham khảo nha. Thì họ có ghi ở đây nè, nếu trong trường hợp ha, chỉ có một cái vạch đối chứng, đó là vạch C này hiện lên, thì kết quả của chúng ta sẽ là âm tính nha các bạn ha. Kết quả chúng ta như thế này là sẽ là âm tính trong trường hợp đầu tiên. Đó, chỉ có một vạch C hiện lên là kết quả âm tính. Kết quả chúng ta sẽ được xác định là dương tính khi cùng lúc nó sẽ xuất hiện một cái vạch đỏ ở C và một vạch ở T nha các bạn. À, trong trường hợp này chúng ta sẽ xác định đó là dương tính, là đã nhiễm Covid. À, và một số trường hợp không có giá trị, đó là cả hai đều không có hiện cái vạch đỏ nào cả. Ha. Rồi trong trường hợp đó là kết quả chỉ có một cái vạch T này, nó hiện cái vạch đỏ ngay chỗ T này cũng không có giá trị nha các bạn. Thêm một trường hợp nữa mà mình được rất nhiều bạn bè liên lạc để hỏi, đó là nó xuất hiện cả một cái vạch C này đỏ đậm nhưng cái vạch T này màu rất là lợt thì sẽ như thế nào? Thì trong trường hợp này các bạn cần phải lưu ý, tại thời điểm này thì cái tình hình đó là dịch Covid đó, nó phát triển rất là mạnh mẽ, nên khi mà xuất hiện cái vạch M ở T cũng đồng nghĩa chúng ta đã có thể bị nhiễm rồi nha các bạn. Nhưng để chính xác chúng ta biết là có bị nhiễm hay không, chúng ta cần phải theo dõi, đó là trong khoảng thời gian này chúng ta đang có các bị cái triệu chứng về cảm, hay là chúng ta có các vấn đề về sốt, mất mùi, các triệu chứng liên quan đến Covid hay không, thì chúng ta sẽ đưa ra một kết luận chắc chắn. Đồng thời, để biết chính xác nhất thì chúng ta cần phải liên lạc với y tế phường để được hướng dẫn, rồi được làm cái xét nghiệm PCR mới kết luận chính xác là chúng ta có bị nhiễm Covid hay không nha các bạn. Rồi, vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn là các bước để chúng ta thực hiện cái test nhanh Covid tại nhà với cái test đó là Mumexit. Thì thật sự là nãy giờ mình cũng rất là hồi hộp nha các bạn. Bây giờ mình cũng mất niềm tin vô cả chính mình lắm, và người thân của mình cũng vậy. Nên thôi, chúng ta cần phải tuân thủ theo những cái chỉ định của chính phủ trong cái việc giãn cách xã hội nè, rồi hạn chế tiếp xúc với nhau, tuân thủ theo những cái việc đó là hạn chế đi lại của nhà nước mình nha các bạn. Thì mình kính chúc cho các bạn luôn luôn tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, bình an, cũng như nếu thấy những cái hướng dẫn này nó hữu ích với các bạn thì các bạn hãy nhớ follow nè, rồi subscribe, like, share cái video clip này nha các bạn. Rất là mong muốn những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được các bạn. Bye bye, chào tạm biệt.